Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 22 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, dưới tác động của thương quan nên dù mong muốn của người tuổi Tý là đạt được hiệu quả cao trong việc thì ngày hôm nay, bạn cũng sẽ có một ngày kiệt sức khi phải đối diện với những vấn đề hiện tại lẫn những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ mà bạn chưa giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đừng vắt kiệt sức của bản thân nhé. Thủy hỏa sung khắc nhắc nhở bạn đang quá quan tâm tới cảm xúc người khác trên mức cần thiết và bỏ quên mất việc chăm sóc bản thân mình đấy, sự thật là bạn càng đuổi theo họ thì càng chẳng mang lại lợi ích nào cho chuyện tình cảm hiện tại cả. Ngày 22 tháng 11 năm 2021 là ngày tam nương sát. 6. Kỳ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Cẩn trọng khi đi đường, dễ gặp rắc rối hoặc tai nạn về xe cộ, máy móc, gặp trở ngại về đường xá không tốt, sức khỏe không tốt có tin tức xấu của người thân về tình cảm tài lộc bổn mạng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên có sự đối đầu ngang ngửa hoặc nhận được tin tức mà nóng vội trong việc giải quyết sẽ không tốt nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn sức khỏe không tốt gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết đề phòng tai nạn hoặc có tang. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, ngày có nhiều sự thay đổi, biến động trong công việc, tin tức đến dồn dập. Nên cẩn thận trong mọi hành động, chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt. Không nên sợ những áp lực từ bên ngoài, cần phải nhẫn nại. Ngày thuận lợi cho việc thay đổi, sửa chữa, tu bổ, di chuyển, đi xa. Giao thiệp với người khác phái có lợi, có tin tức tốt về công danh, tình cảm của người nữ đem lại niềm vui hay điều lợi cho mình tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nhà có khách đến tuy nhiên cũng có tin buồn về sức khỏe công danh của người thân hoặc gặp chuyện không như ý chuyện tình cảm phải cầu ở nơi xa xôi hoặc không nên ở gần nhau mới tốt có tin xa hạn đi xa hao tốn về chuyện giao thiệp sức khỏe không tốt có tài lộc tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc nên cẩn thận trong mọi hành động chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt ngày có nhiều sự thay đổi biến động công việc tin tức đến dồn dập không nên sợ những áp lực từ bên ngoài, cần phải nhẫn nại. Ngày thuận lợi cho việc thay đổi, sửa chữa tu bổ, đi xa. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, sự sáng tạo cộng thêm sự trợ giúp của chính ấn chính là chìa khóa tuyệt vời cho người tuổi Sửu ngày hôm nay, hãy chia sẻ các ý tưởng thú vị mà bạn ấp ủ tới mọi người và đón nhận sự đóng góp, bạn sẽ thấy những phần thưởng mà mình có được thật tuyệt vời đấy lời khuyên dành cho bạn ngày hôm nay là hãy lập kế hoạch một cách cụ thể trong mọi công việc bạn làm thay vì trông chờ vào may mắn bởi vì như thế bạn sẽ chỉ thất bại mà thôi khi bạn có kế hoạch cho riêng mình thì bạn sẽ chủ động trong mọi bước tiến và dễ dàng xoay chuyển tình huống khi đối diện với thử thách hôm nay liên quan đến những chuyến đi có vì thể là vì mục đích công việc ngoài ra bạn cũng nên lưu ý tới vấn đề sức khỏe hãy lắng nghe những tín hiệu cơ thể mách bảo để biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì nhé Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi hợi. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Việc gì đến cũng nên nhẫn nhịn, không nên hấp tấp vội vàng. Không nên nghe ý kiến một chiều, tránh tranh luận, bàn cãi. Có khách hoặc người thân đến, ngày có đám tiệc hay có sự hội họp bè bạn người thân. Có lộc ăn nhưng không vừa ý, tiền bạc không tốt, trong gia đạo nên có sự vui vẻ, không nên gây chuyện bất hòa, tranh cãi sẽ không giải quyết được việc gì tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ càng trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tài lộc không tốt, gia đạo bất an, hoặc có chuyện làm ơn mắc oán. Tử vi tuổi kỷ sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có đình đám, tiệc tùng hoặc có sự hội họp, gặp gỡ đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Nhà có hỷ sự, có khách đến. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Hãy mạnh dạn tiến hành công việc nếu đã có tính toán, không nên e ngại sự hao tốn. Nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu ngày có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp gặp gỡ. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn, theo sự hẹn ước, kể cả trong vấn đề tình cảm. Có tin buồn, có khách đến. Tử vi tuổi dần. Tam hợp khiến người tuổi dần tự tin hơn với tình cảm hiện tại, vấn đề liên quan tới tình cảm không hề là mối lo của bạn trong thời điểm này vì bạn còn nhiều mối bận tâm khác may mắn là mọi thứ vẫn đang ổn thỏa nên bạn không phải lo nghĩ quá nhiều thiên tài hỗ trợ cho nguồn lực tài chính dồi dào để người tuổi dần có thể thực hiện mong muốn đam mê của mình với sự giúp đỡ của mọi người bạn phải tận dụng thật tốt chớ nên lãng phí bất cứ thứ gì hôm nay dường như có điều gì đó đang ngăn bạn lại nên xem lại những sở thích của mình ngày hôm nay liệu chúng có khoa học không có thích hợp và tích cực không hay chúng đang giữ chân bạn chính sự nỗ lực thay đổi bản thân mới giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả như mong muốn đấy. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tỵ. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Đề phòng sức khỏe không tốt hoặc trong gia đạo có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn về sức khỏe, bổn mạng của người thân. Nuôi súc vật không tốt, hoặc nên cẩn trọng khi đi đường, sử dụng xe cộ máy móc, té ngã hoặc va chạm có thương tích. Xe cộ máy móc hư hao cần nên tự mình quyết định không nên nghe ý kiến của người khác bất lợi. Nói chung tài lộc thì ít nhưng đây là bước đầu để tạo danh tiếng. Hạp các nghề sửa chữa, điện, công nghệ thông tin, nấu ăn, xây nhà, mai táng, địa ốc, bảo hiểm, ngân hàng, cổ phiếu. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều buôn ba, lận đận khó khăn hoặc gặp những chuyện khó giải quyết mà công việc lại ở trong tình trạng cấp bách. Đề phòng rủi ro, bất chắc. Sức khỏe không tốt, có nhiều việc phải lo cẩn trọng nếu có sự thư kiện, tranh cãi, hoặc mít lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo. Việc cầu tài là chuyện không nên, cũng như chuyện giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp điều không tốt. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng phải đề phòng rủi ro, tai ương, họa hại, bất chắc, hoặc có những việc xảy ra ngoài dự tính. Nên cẩn trọng khi đi đường, đi xa, sử dụng các vật dụng có liên quan đến lửa, điện. Xúc vật trong nhà không được tốt tuy nhiên ngày này thuận lợi cho những người làm các ngành nghề công kỹ nghệ thầy thuốc pháp luật về tình cảm nên có sự hòa giải nhường nhịn sẽ đem lại điều lợi sự mong cầu về tài lộc còn chậm dễ hao tài tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nếu thấy có điều lợi hoặc tài lộc đến thì không nên tiếp tục sẽ không có hậu hoặc bị đảo ngược nếu không như vậy thì lợi và hại sẽ đi đôi đề phòng những tai nạn rủi ro bất chắc có thể sẽ xảy ra bất ngờ hoặc trong gia đạo có chuyện buồn đau ốm hoặc gặp rủi ro tai nạn nhất là các việc có liên quan đến xe cộ máy móc di chuyển từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết nôn nóng sẽ không có kết quả có sự trở ngại rắc rối sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày gia đạo có nhiều âu lo có tin buồn sức khỏe không được tốt Tử vi tuổi mão. Lục hợp giúp cho những nét tiêu cực trong tính cách của người tuổi mão sẽ được giảm dần. Nhờ đó mà mối quan hệ của bạn với mọi người trong thời gian này được cải thiện, tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà tốt hơn lên. Người tuổi mão gặp may mắn trong ngày hôm nay về tiền bạc, theo tử vi hàng ngày cho thấy nhờ có chính tài mà tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Có người vừa được nhận lương nên tiền dùng rình túi, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí bạn nhé theo hải thượng lãn ông, hôm nay ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản. Dù có gặp trở ngại, khi đối đầu với công việc hoặc chuyện tình cảm phải có sự cố gắng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp không nên nhúng tay vào chuyện người tiền bạc còn gặp nhiều trở lực hoặc phải cực nhọc mới có hao tốn về giao thiệp hoặc hao về bồi thường tu bổ mua sắm chi phí đáo hạn ngày có khách hoặc có sự hội họp gặp gỡ có tin tức tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị chỉ nên xem đó là một dự tính không nên xuất tiền, càng nói nhiều thì càng bất lợi, nên làm chủ trong công việc, tài lộc khó giữ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Khi bắt tay vào công việc hay gặp sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhưng sau sẽ có kết quả. Cần ngay thẳng trong công việc, không nên dùng những tiểu xảo hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Ngày có nhiều sự buôn ba, vất vả. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Đi xa bất lợi, sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người gặp thị phi tranh cãi có tin tức ở xa về tình cảm và có sự hứa hẹn về tài lộc quà tặng tiệc tùng tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mọi việc nên cẩn trọng chớ nên để tình thế hoàn cảnh sai khiến mình hoặc hấp tấp mà đạt được kết quả không như ý muốn mọi sự càng chậm càng tốt chuyện tình cảm không nên nói hết hoặc thật lòng dễ có sự thiệt thòi hoặc hao tốn vì tiệc tùng vui chơi mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có tin xa về tình cảm và có sự hứa hẹn về tài lộc quà tặng tiệc tùng nhưng cũng có sự hao tốn hoặc gặp chuyện không vui. Cần ngay thẳng trong công việc không nên dùng những tiểu xảo hoặc đốt giai đoạn, chỉ làm cho rắc rối thêm. Trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý. Đi xa bất lợi, sức khỏe không tốt, không nên dính tới chuyện người, gặp thị phi. Tử vi tuổi Thìn Lục Sung khiến người tuổi Thìn nóng nảy và quyết liệt hơn. Bạn nên chiến đấu cho những gì mà mình tin tưởng thực sự. Vì thế, đây là ngày mà bạn cần phải học cách chấp nhận những điều không như ý. Hẳn nhiên tiếp nhận điều này không dễ dàng, nhưng đó là việc phải làm đấy. Thiên Ấn mang tới sự sáng tạo cho con giáp tuổi Thìn trong công việc. Bạn nên giữ gìn cẩn thận những thứ bạn có ngày hôm nay nhé. Chỉ cần lơ đễnh một chút là bạn có thể đánh mất chúng và rồi vô cùng tiếc nuối đấy đừng vội vàng, hấp tấp nên thận trọng trong mọi công việc thì hơn. Sức khỏe của bản mệnh giảm sút một phần là do tác động bên ngoài như thời tiết hay chất lượng không khí không đảm bảo. Bạn cũng nên học cách chăm sóc bản thân mình, đừng quá chủ quan với những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt thường xuyên trong thời gian này. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí thân. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên dè dặt mà phải tự quyết đoán theo ý mình một cách nhanh chóng mới có kết quả nếu được đề bạt và công việc mới thì nên chấp thuận sự giao ước gặp gỡ không đúng như lời hứa nhưng vẫn có tin báo người cần gặp có sự trở ngại một ngày có nhiều trọng trách tự mình phải giải quyết tài lộc trung bình sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày sung của bổn mạng phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng thất vọng tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có nhiều việc phải buôn ba mới có tiền, hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn. Đề phòng mọi việc có trở lực, bị cưỡng ép. Không nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc oán. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng. Có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hay thuận theo thời cuộc, nên đi xa hoặc bỏ công việc cũ và làm lại thì tốt. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa, có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, nên đề phòng sức khỏe, không nên ham công tiếc việc sẽ xảy ra chuyện không hay. Có tài lộc hoặc có tin tốt cho công việc, có người đến báo tin buồn về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân nhưng không phải là chuyện lớn đối với mình tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng, hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan dự báo áp lực bởi những người xung quanh khiến cho con giáp tuổi tỵ bối rối và không tự tin đi con đường mà mình chọn hôm nay. Dường như bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của điều mà mọi người nói với bạn. Nên tĩnh trí lại để biết mình cần phải làm gì thì hơn. Hôm nay là ngày tốt cho việc cải thiện vấn đề liên quan tới tình cảm giữa bản mệnh và người ấy. Đây cũng là cơ hội để bạn hòa giải căng thẳng, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè. Ngày 22 tháng 11 năm 2021 là ngày Tam Nương sát. Ngày này được xem là ngày xấu, bản mệnh lưu ý rằng hôm nay không tốt cho việc khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu tuất. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu, tất cả chỉ là dự tính hoặc chỉ là tình cảm ban đầu có tính cách ngoại giao lịch sự chứ không phải là thật lòng có tin tức về tình cảm, sức khỏe của người thân như sinh nở, chữa bệnh, hôn nhân, kết bạn. Trong công việc làm nên có sự rè chừng, chưa chắc công việc có tính lâu dài, dễ bị bỏ ngang, hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác. Chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa, hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Chuyện của người không nên nhúng tay vào dễ gặp chuyện làm ơn mắc oán. Có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mít lòng. Gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Sự mong cầu về tiền bạc dễ gặp sự trắc trở, hao tài. Tình cảm không tốt. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim mọi việc nên chậm rãi giải, giải quyết và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến hoặc có tin xa nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình tài lộc trung bình tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy đến nơi nào cũng không nên ở lâu ngày có tin xa hoặc gặp gỡ người thân gia đạo có đám tiệc hoặc có sự hội họp gặp gỡ đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng kỳ hạn theo sự hẹn ước kể cả trong vấn đề tình cảm có tin buồn có khách đến tử vi tuổi ngọ tam hợp xuất hiện cho thấy đây là giai đoạn phù hợp để người tuổi ngọ có thể chia sẻ với một nửa của mình nhiều điều trong cuộc sống thậm chí có những vấn đề họ không hiểu nhưng sẵn sàng ủng hộ cho dù bạn sau đó đổi ý họ cũng vui vẻ tiếp tục hỗ trợ nếu bạn cần dù có chính quan là trợ lực thì người tuổi ngọ cũng không được chủ quan. Bạn cần phải rõ ràng hơn một chút trong mọi vấn đề ngày hôm nay, ví dụ giao tiếp giao dịch tiền bạc. Đây chính là động lực, là tiền đề cho những bước tiến của bạn trong tương lai, thay vì bất cứ sự ngại ngần nào đấy. Sức khỏe của bạn hôm nay khá tốt, tuy nhiên, với thời tiết lạnh hơn thì bạn không cần phải dậy quá sớm đâu nhé, bạn có thể thức dậy muộn hơn 15 đến 20 phút so với trước đây là được nhé. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ dậu hợi tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc cần phải thực hiện nhưng đây không có tính cách lâu dài nếu đã đạt được kết quả thì không nên tham vọng sức khỏe không tốt ngày có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết có tin buồn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro xung đột bất hòa tranh cãi sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp dễ hao tài đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ máy móc sức khỏe không tốt gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro đau ốm bệnh tật có tăng hoặc có tin tức xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách oán mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin xa tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự thay đổi biến động về công danh cũng như về tình cảm, sức khỏe. Hoặc những sự việc chờ đợi đã lâu nay có sự xuất hiện. Không nên mong cầu chuyện lớn lao về tiền bạc, tài lộc. Có được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Gia đạo có nhiều tin tức ở xa, hoặc nhà có đình đám, tiệc tùng, khách đến. Cẩn trọng trong việc sử dụng phương tiện đi lại, xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách oán không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin xa sức khỏe không tốt nên giữ vững tinh thần khi có nhiều sự việc xảy ra tử vi tuổi mùi mùi tất tương phá khuyên tuổi mùi tốt nhất là hãy để mọi thứ diễn ra như nó vốn có nhé mọi nỗ lực của bạn ngày hôm nay có thể bị uổng phí nếu bạn không nắm bắt đúng thời điểm và biết giữ lấy cơ hội thuộc về mình bản mệnh nên nhanh nhạy và tinh ý một chút nữa nhé người tuổi mùi đủ năng lực thực hiện mong muốn của mình với sự che chở của chính ấn sự tự tin chính là chìa khóa cho hôm nay hãy luôn giữ tự tin bên mình nhé chỉ cần bạn vững vàng tiến lên trên con đường mình đi bạn sẽ thấy kết quả thật tuyệt vời trong ngày hôm nay nếu bạn không tin vào chính mình ai có thể giúp bạn chứ hôm nay bản mệnh nên chăm sóc sức khỏe của bạn từ thể chất lẫn tinh thần. Hãy học cách giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của mình trong thời gian này để có được những giấc ngủ ngon bạn nhé. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Sự mong cầu về tiền bạc nếu có thì cũng gặp sự hao tán hoặc trắc trở. Ngày có nhiều chuyện đến cần phải sắp xếp, hoặc có đám tiệc. Việc đi xa nên chậm rãi, chờ vào một ngày khác mới tốt ngày thuận lợi cho việc sửa chữa tu bổ dọn dẹp sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn về sức khỏe công danh tiền bạc của người thân có người muốn xen vào chuyện tình cảm của mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa, hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình. Nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc cần nên nhẫn nại. Không nên chỉ nghe ý kiến của một phía. Cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, buồn mạng của người thân. Có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ coi chừng có sự phản chắc hoặc tình thế đảo lộn có sự chậm trễ hẹn mà không gặp không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình nếu có sự mong cầu về tình cảm giao thiệp cũng nên chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt có tin xa có tài lộc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có tin xa về tình cảm và có sự hứa hẹn về tài lộc quà tặng tiệc tùng nhưng cũng có sự hao tốn hoặc gặp chuyện không vui cần ngay thẳng trong công việc không nên dùng những tiểu xảo hoặc đốt giai đoạn chỉ làm cho rắc rối thêm trông chờ quý nhân giúp đỡ khó có kết quả hoặc không được như ý đi xa bất lợi sức khỏe không tốt không nên dính tới chuyện người gặp thị phi tử vi tuổi thân tam hội khuyến khích người tuổi thân nên gia tăng cuộc gặp gỡ, các tương tác và các giao kèo, ký kết quan trọng. Đừng để bạn bị đánh giá thấp hơn năng lực của chính bạn, dù vì bất cứ lý do gì. Hãy tự tin thể hiện mình và sẵn sàng cho thấy bạn không hề thua kém một chút nào. Đừng để sự ghen tị của những người xung quanh gây tác động tiêu cực đến tâm lý của bạn hôm nay dưới tác động của tỷ kiên nhé con giáp tuổi thân. Hãy tự hào về những gì mà bạn đã làm được suốt thời gian qua, bởi vì bạn đã rất nỗ lực để đạt được chúng, đúng không nào? Hôm nay các mục tiêu liên quan tới sức khỏe của bạn đều đạt được, ai tăng cân thì có được số cân như ý, ai muốn giảm cân cũng có được điều mình mong muốn và cảm nhận rõ rằng cơ thể đang khỏe mạnh hơn. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ thân, ngọ. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc để khống chế mình hoặc công việc ngày có nhiều sự bận rộn đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến hoặc chậm chạp tài lộc bình thường tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết hoặc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì mới có lợi ngày có nhiều tin không tốt về việc làm hay gặp sự cản trở gặp tiểu nhân bị ép buộc nếu có lợi lộc thì nên dừng bước tiến thêm thì gặp điều không hay ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin tức ở xa tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày không tốt mọi việc không nên tiến hành giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe tâm tình gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đề phòng sức khỏe không tốt có tin buồn, việc xảy ra không được như ý, nên di chuyển, đi xa, gặp gỡ, không nên ngồi tại chỗ. Ngày có nhiều công việc đến tốt xấu lẫn lộn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, sự hẹn ước có thay đổi. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Dù có hẹn gặp cũng nên cẩn trọng, mọi việc sẽ không phải như mình đã nghĩ. Nếu có tiền bạc thì cũng phải tranh luận, dàn xếp lại. Mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe tâm tình gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi dậu tam hội khuyên người tuổi dậu nên tự tin xây dựng những kết nối mới mẻ ngày hôm nay bằng cách mở lòng mình ra và nở nụ cười ấm áp với mọi người nhé chính những điều đẹp đẽ mà bạn mang tới cho mọi người sẽ giúp bạn nhận được những giá trị tốt đẹp nếu con giáp tuổi dậu cảm thấy thế giới xung quanh không mang lại cho bạn bất cứ động lực sức mạnh nào vì ảnh hưởng của kiếp tài thì bạn nên tìm lại sức mạnh của mình hãy tách mình ra khỏi ồn ào và hướng nội nơi bạn tìm thấy sức mạnh sự xoa dịu ngày hôm nay nhé ngày hôm nay có thể là cơ hội để bản mệnh cải thiện vấn đề liên quan tới tiền nong nếu ai đó giúp đỡ thì vui vẻ đón nhận bạn đừng quá nặng nề về việc mình có tự kiếm được tiền hay không vì đôi khi bạn nỗ lực nhưng kết quả đến muộn một chút mà thôi Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, thân. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi, danh lợi chút ít. Không nên phân vân, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Trần trừ thì không có lợi. Tài lộc chậm, dễ hao tốn. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Có tin xa, có người đến nhờ vã mình. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa chuyện của người không nên nhúng tay vào dễ gặp chuyện làm ơn mắc oán có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu khiển trách mít lòng gia đạo bất an sức khỏe không tốt sự mong cầu về tiền bạc dễ gặp sự trắc trở hao tài tình cảm không tốt tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ tiến thoái lưỡng nan chỉ nên ngồi yên không nên tính toán thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết nên chờ đợi vào một dịp khác có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Có lộc nhỏ, quà tặng, lộc ăn, mời tiệc tùng. Ngày có tin tức về hôn nhân, sinh nở, thi cử, công danh, đính ước. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mít lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Đề phòng sức khỏe không tốt, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác. Có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi tuất, dù người tuổi tất mơ mộng rất nhiều hy vọng rất nhiều với sự nâng đỡ của thiên ấn nhưng bạn cũng phát hiện ra một thực tế của ngày hôm nay chính là nếu muốn đạt được điều gì đó thì bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều đừng nản lòng vì điều đó hãy cố gắng để thể hiện bản thân tốt nhất và thành quả sẽ khiến cho bạn mỉm cười về mặt sức khỏe việc bạn không chăm sóc bản thân mình trong suốt thời gian dài là tác nhân cho những bệnh tật hiện tại đừng để quá trễ trong việc để tâm tới sức khỏe sẽ khiến bạn phải hối hận đấy nhé Ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc nên cẩn trọng từ từ giải quyết và thu xếp vén khéo công việc. Sức khỏe không tốt hoặc có tin buồn của người thân, bè bạn. Cầu mong việc đi xa có sự trở ngại chút ít trong việc trò chuyện giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý xung đột bất ngờ tài lộc trung bình nên cẩn thận trong việc di chuyển sử dụng phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng việc gì cũng phải tính trước không hẳn sự việc xảy ra theo đúng ý mình hoặc theo đúng như sự giao kết cầu mong về tài lộc có được chút ít nhưng cũng không tiêu xài được không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết có tin buồn nhỏ tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách oán mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin xa tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều nên chậm rãi từ từ giải quyết nôn nóng sẽ không có kết quả có sự trở ngại rắc rối sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà phải tiêu hao cho nhiều công việc xảy ra trong ngày Gia đạo có nhiều âu lo, có tin buồn. Sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng, tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến, sẽ có hậu quả trái ngược. Nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi. Có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày. Đề phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu. Sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính. Tử vi tuổi Hợi hôm nay thực thần giúp cho người tuổi Hợi có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ thú vị là tiền đề thôi thúc bạn nắm giữ những trách nhiệm mới. Hãy tự tin thể hiện mình và khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ nhất nhé. Đừng vì bất cứ lý do nào mà chùn chân. Thủy hòa xung khắc khiến cho tình cảm đôi lứa không như ý, thậm chí có những kế hoạch mà con giáp tuổi Hợi đã đề ra nhưng lúc này bị hoãn lại, chưa thể thực hiện được. Bù lại thì bạn đã tìm được chỗ dựa tinh thần từ người thân, họ cho bạn những lời khuyên hữu ích trong chuyện tình cảm cũng như cuộc sống. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tỵ tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, gặp rắc rối, hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác, từ chối. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc người thân công việc như thế nào thì làm nên thế ấy, chớ tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp, hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Mọi việc cần nên nhẫn nại. Không nên chỉ nghe ý kiến của một phía. Cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công có tài lộc có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh có tin xa có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến có cuộc đi ngắn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ văn tự đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả nên cẩn trọng có sự sơ sót hư hại lùng cùng ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ có tài lộc có tin vui của bè bạn thân nhân ở xa làm gì cũng nên tự mình giải quyết mới có kết quả không nên tin vào người khác cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại